áo của ai đây? Đi trốn mẹ. Ở cái áo này các bạn ơi. Áo của ai vậy? Áo này là áo của ai nhở? Vừa nãy chị Ruby hay là chị Hà Anh nhở? Mà thôi kệ, áo của ai thì mình cũng bắt hết. Các bạn ơi, từ nay đến giờ mình chưa thấy Minh Quân đến lều của mình một tí nào cả. Còn mấy phút nữa thôi là hết giờ rồi, mình thắng rồi. Nhanh lên Minh Quân, không còn muộn mọi người đợi đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Hả? Bà chào hai đứa. Hai đứa đang định đi chơi ạ. Đi chơi đi, đi chơi đi. Bà chui vào đấy làm gì đấy bà? Trong đấy nhiều muỗi lắm bà. Ừ, kệ bà. Bà Terry Terry. Terry Terry. Bà có biết cái đấy à? Đây này bà, phải vừa đọc rồi. Tiki 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 tiki. Với lại bà đọc sai rồi. Tiki chứ không phải là Terry đâu bà. Ui ui, đang đọc ai mà nhảy được. Hai đứa đi chơi đi, kệ bà. Đi đi đi. Không được đâu bà ơi, bà phải đọc đúng cơ. Bà phải nhảy như này này. Tí gì tí gì tí gì tí gì. Ui, hai cái đứa này làm trò gì nhở? Được rồi được rồi, tí gì tí gì. Ui, bà đọc đúng rồi, nhưng mà phải nhảy nữa cơ. Tí gì tí gì tí gì tí gì. Bà không nhảy được, nhảy nó sao nó đây bây giờ? Thôi, hai đứa đi chỗ khác chơi đi. Bà còn làm việc của bà. Đi. Không được đâu bà ơi. Bà bắt chen, bà phải bắt chen cho đúng chứ. Đúng rồi bà, nhảy đi bà. Tiki 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 tiki. Ôi cái con này sao đi được đây. Tiki tiki thế. Bọn tớ đang chỉ cho bà nhảy cho bọn tớ mà. À thế à. Tiki 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 bà ơi. Tiki. Ôi dồi ôi, mệt mỏi quá. Thôi được rồi, tiki. Cái gì vậy bà nội? Tiếng gì thế nhở? Ê, ra là bà bị té rồi. Chúng mình rủ nhau ra đây để làm thử thách trốn tìm trong lều. Rủ nhau ra đây mà chả đi tắm hồi ai cả. Ây giời, mọi người lè mè thật đấy. Được của nó đấy. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình mang hết cả lều ở nhà đi, mượn cả nhà hàng xóm nữa, mang ra đây để chơi thử thách trốn tìm trong lều này. Màu xanh lá. Đây là một chiếc lều bông chúa. Nhanh quá, bắn xuống. Chúng mình sẽ đặt những chiếc lều này ở những vị trí khác nhau. Đặt ở đây đi thầy Linh. Chúng mình sẽ di chuyển cái đèo này ra góc đằng kia nha. Thế nào? Kéo đi Tobi. Tôi đang kéo đây. Thế Linh à? Bên trong có gì hay sao nhỉ? Để xem nào. Ôi giời ơi. Đi ra, nhanh. Đi ra ngoài. Ôi. Đây là hình ngôi nhà. Chúng mình đã dựng xong lều rồi. Những chiếc lều được đặt ở khắp mọi nơi. Và đây là những thành viên tham gia thử thách ngày hôm nay. Thank you.
và 6 người đi trốn. Người đi tìm phải quay mặt đi và không được tí hí, không được nhìn trộm. 6 người đi trốn sẽ có 15 phút để trốn và được tự do lựa chọn bất kỳ một cái lều nào ở đây để trốn nhá. Người đi tìm sẽ có 30 phút để tìm và được phép lật 7 lều. Nếu tìm được hết 6 người thì người đi tìm sẽ nhận được 2 triệu đồng. Sau 30 phút, những người nào không bị tìm thấy thì số tiền 2 triệu đồng sẽ được chia cho những người đó. Luật chơi đã rõ, trò chơi bắt đầu. Lào gì đấy? Ui, ở đây có nhiều lào quá các bạn ơi. Ui, lào vịt vàng kìa. Lào xanh nữa nè. Nhiều cửa sổ lắm nha. Mình không trốn ở trong này đâu. Mình sẽ tìm cái lào khác. Mình sẽ chọn lào này nha các bạn ơi. Kéo khóa lên á. Kéo cái khóa này lên. Các bạn ơi, cái lào của mình kín mít luôn. Không có một lỗ hở nào luôn nhá. Mình sẽ trốn trong cái lều này. Cái này. Giọng của Minh Khôi. Ai đây? Ai đây? Minh Khôi à? Chị trốn trong này rồi. Minh Khôi trốn trong lều khác đi. Thôi chị ra đi. Không, chị không ra đâu. Chị trốn trước rồi mà. Không, chị không ra đâu. Minh Khôi đi ra đi. Chị đi ra đi đây. Chị chọn lều này trước mà. Cái lều này á, kín như thế này không bao giờ chị ra đâu. Cái gì vậy bà nội? Ôi trời ơi, Minh Khôi là xì ơi, mình ngạt thở mất thôi. Làm sao mà tranh được với mình? Hả? Nani? Ôi, một cái lều thôi mà có tận 4-5 cái cửa, không một chỗ nào phải đi tìm lều khác thôi. Minh Khôi chơi đảo quá các bạn ạ. Mình phải đi tìm lều khác. Cái lều này kín đấy nhở. Cái lều mình chọn á, vừa to vừa rộng. Có thể ngồi như thế này này, hoặc có thể nằm. Nhưng mà mình chưa nằm đâu. Lát nữa mình nằm sao? Hả? Cái gì kia nhở? Rồi. Muốn ở trong lều phải ăn hết một quả chanh. Ôi trời ơi. Ôi, phải ăn chanh á. Mình làm sao mà ăn được? Còn có 2 phút nữa thôi. Mình không còn thời gian để chọn lều khác nữa đâu. Cố gắng vậy. Mình ăn đây. Buồn quá. Biết sao mẹ còn chăng. Mình có phải đây nữa không? Trời dưới này. Trời dưới nhỏ. Ôi dài ơi. Không ăn hết. Ôi. Mình sẽ vào lều này. Cất dép đây các bạn. Quên mất các bạn ạ. Nếu mà để dép ở đây thì anh Minh Quân đi tìm sẽ phát hiện ra mình mất, nên là mình phải đi giấu. Ê, Đám Nhĩa. Ai vừa để cái gì ở đây nhở? Cái cửa này lạ thế nhở? Chê bên này thì hở bên này. Chê bên này thì lại hở bên này. Nhưng có khóa ở đây mà. Các bạn ơi, cái lều của mình nó bị hở như thế này này. Thế này thì Minh Quân tìm được ra ngay. Mình có cách này. Để Minh Quân không nhìn thấy thì mình sẽ phải làm như thế này. Đây này các bạn ơi. Úp phần hở xuống dưới. Và mời bây giờ đấy. Làm sao mà nhìn thấy mình? Ô
Mình muốn ngụy trang cho cái lèo này nhưng mà không được các bạn ạ, nó cứ bị rơi mãi. Giờ mình sẽ phải đi tìm cái lèo khác. Các bạn ơi, sau khi đi một vòng thì mình phát hiện ra một cái lèo. Cái lèo này giống với mặc áo của mình nhất này. Yeah. Đố các bạn biết mình là ai đây? Hết 15 phút rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm các con mồi. Các bạn nhìn này. Không thấy có bóng dáng một ai cả. Trốn kỹ thật đấy. Ui trời ơi, để xem nào. Lèo nào cũng bịt kín mít luôn. Ô, cái lèo kia có một cái dép kìa. Ôi, đi trốn mà lại không cất diếp à. Chắc chắn ở trong lèo này sẽ có người. Nani? Khoan, phải kiểm tra đã. Xem cái cửa sổ ấy nhá. Không có người các bạn ạ. Ôi dồi ôi, may mà mình tỉnh táo. Không, tí nữa thì mất một quyền lật lèo lên rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái lèo mà nó bị hở trước nhá. Lèo này, hở này, hở cửa sổ này. Để mình nhé và xem có người không nhá. Không có đấy các bạn ơi. Đi ra tìm lèo khác. Chỉ có 30 phút để đi tìm thôi. Mình chưa tìm được cái lèo nào. Thế nên là bây giờ mình sẽ phải đi chạy mưa một cái lèo nào đấy để lật bừa thôi. Chứ không, cứ đi lên quanh này hết thời gian lại không đi tìm được thế này. Chờ tìm cái lèo nào. Ô, áo của ai đây? Đi trốn mẹ. Hở cả áo này các bạn ơi. Áo của ai vậy? Áo này là áo của ai nhở? Vừa đây, chị Ruby hay là chị Hạnh nhở? Mà thôi kệ, áo của ai thì mình cũng bắt hết nào. Mở cửa ra, nhấp làm cái gì? Ôi trời, chị Ruby. Chị bắt rồi các bạn ơi. Chỉ vì cái áo này người đầu tiên đã bị mình bắt. Yeah, lần chọn đầu tiên mình đã bắt được một người rồi. Và mình còn tận 6 lần chọn lèo. Và còn 5 người. Kiểu gì mình cũng thắng. Đen thật đấy. Chưa gì đã bị bắt rồi các bạn ạ. Tìm mãi chưa được cái lèo là. Cái lèo này hỏi này. Đây, cái lèo này hỏi đấy các bạn ơi, còn một lỗ cửa sổ. Nhìn nào. Ôi, không có ai rồi các bạn ơi. Chán thật đấy. Hả? Gì đây nhỉ? Cái lèo này có cái gì nó lấy ra ấy các bạn ạ. Để mình nghe tiếng động nha. Không, mình còn phát hiện rồi. Giờ mình phải tìm cách ấy. Nó lại thụt ra rồi, kiểu gì trong này cũng có người. Mình sẽ bắt luôn cái lèo này nhá. Cất điện thoại vào đây để bắt con chuột này. Để tay vào. Đây rồi. Ui, thoát rồi các bạn ơi. Bây giờ mình không hoảng mốt đâu. Bây giờ mình sẽ nằm đây. Thì ra trong lèo này có rắn các bạn à. Tí nữa thì tôi bảo cái lèo này bị hở này, mình sẽ nghé mắt vào nhìn nhé. Có ai không? Có ai không? Không có ai rồi. Cái lèo nào nữa nhở? Phải đó đi. Giờ mà mình quên thì cái lèo này chắc là mình toang luôn. Vì lèo này rất hở luôn. Chỉ cần nhìn qua là cũng sẽ thấy mình ngồi bên trong. Mong là Minh Quân sẽ không đến đây. Mấy người lại khôn rồi đấy. Đi trốn lại còn có thời gian để ngụy trang những cái lèo xung quanh nữa. Các bạn ơi, Minh Quân vừa chạy qua kìa.
Các bạn ơi, lại có một con chuột đi rồi. Bị mất áo ở ngoài. Bắt luôn. Có ai trong này không? Ôi trời ơi. Mình bị lừa rồi. Trời ơi. Có mỗi một cái áo này thôi. Mình bị lừa rồi. Sao mà đó được? Trốn đâu? Vừa nãy mình đi loanh quanh ở đây, mình thấy cái nào này rất là đặc biệt. Vì đó không có cửa. Không có cửa thì chắc chắn bên trong sẽ có người. Đấy các bạn ơi, không hề có cửa nhá. Nhưng để rút kinh nghiệm như vừa nãy, mình phải kiểm tra cẩn thận hơn. Vì lúc này mình bắt được một cái lão không có người rồi. Mình sẽ kiểm tra thật kỹ. Có ai không? Ôi, không có ai. Cái gì đây các bạn ơi? Ôi lắm luôn rồi các bạn ơi. Thế thì chắc chắn các bạn sẽ có người. Trời ơi, nhìn cái kia cả tóc tới các bạn ơi. Ai đây? Nào. Này đi chỗ nào, kiểu gì cũng bị bắt thôi. Chị ra đi. Mấy cái lão bị hỏa này thì mình nhìn thấy hết, cho nên mình loại luôn. Đây, còn cái lão lại bị hỏa này. Nhưng mà tại sao lại chiều ấy nhở? Nhưng mà lại lão ô tô này kia. Du Du bị bắt. Cái lão ô tô này thì có ai nhỉ? Minh Hoa, Minh Khôi, Thì Anh. Tiếng kêu à? Vậy thì chắc chắn trong này có người. Chứ nếu không á, còn lơ bắt được chị. Úi giời ơi, ai bảo chị thớ chân ra làm gì. Vậy là mình bắt được người thứ ba rồi. Bây giờ đi tìm tiếp. Vui quá, vậy là mình đã bắt được 3 con chuột rồi. Chỉ còn 3 con chuột nữa thôi. Và mình còn tận 10 phút. Các bạn ơi, từ nay đến giờ mình chưa thấy liên quan đến lèo của mình một tí nào cả. Còn mấy phút nữa thôi là hết giờ rồi. Mình thắng rồi. Có con chim gì? Chà sẽ nghe này đi ở túi nào nhỉ? Chắc em này muốn trốn tìm của mình nên vào đây. Đi trốn của mình đây. Trốn không anh nhá. Này, đừng kêu. Mình nghĩ phát hiện bây giờ. Cái phòng ngủ tối quá, em chim cứ kêu à. Ô, anh quên rồi. Làm gì đấy? Mình rồi. Vui quá các bạn ơi. Vậy là mình đã bắt được game. Một người nữa thôi. Chỉ còn hai người nữa thôi. À hai chứ hai. Cuối cùng anh quên cũng đi rồi.
mình phát hiện một cái lều trong này. Trốn tít ra ngoài luôn. Cái lều lại để mình. Ôi trời ơi, cái lều họ lại mới không trốn à. Nhìn tay đoán người á. Tức là bây giờ mình phải nhìn tay và đoán đúng người thì mới được tính á. Ôi lại còn thế nữa. Nào đưa tay ơi. Để xem là ai nào. Lột cái bao tay này ra. Đây là tay của ai nhở? Bây giờ chỉ còn mỗi hai người rồi. Đó chính là chị Anh và Minh Khoa. Mà tay Minh Khoa gì á? Tự lắm các bạn ạ. Không bé như này đâu. Thế thì chắc chắn đây là chị Anh. Đúng không? Cởi mũ ra. Cởi ra. Cởi ra. À, à đúng rồi các bạn ơi. Sắp cả lao rồi các bạn ơi. Nào đi ra đây. Vậy là mình đã tìm được 5-6 người nữa các bạn ơi. Nếu mà còn nhiều người thì chắc chắn Minh Quân sẽ không đoán được mình đâu. Ôi dồi ôi. 2 triệu của mình. Này này em trả đi cho tay. Đi bắt tiếp. Các bạn ơi, bây giờ chỉ còn một người thôi. Và mình cũng chỉ còn 2 phút để đi tìm. Và có mỗi một quyền chọn lều nữa thôi. Và mình thấy cái lều này là nghi nhất từ nãy đến giờ. Ê? Thế cho nên là mình sẽ liều nha. Trời cũng đã tối rồi. Ôi không, ôi không, không có ai đâu. À, mình quá các bạn ơi. Người cuối cùng mình đã bắt được rồi. Các bạn nhìn mình toát mồ hôi này. 2 phút nữa rồi là mình thắng rồi. Thế mà lại bị bắt. Yeah, mình thắng rồi. Yeah. Các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay mình đã giành chiến thắng tuyệt đối rồi.